hân hạnh giới thiệu bộ phim Bao Thanh Thiên do Trung Quốc sản xuất. Đã Long Bào. Đạo diễn Lưu Lập Lập, Lý Bảo Năng. Giám chế Lâm Sơn Hà, Mã Tú Nga. Biên kịch Kim Siêu Quần. Với các diễn viên Kim Siêu Quần trong vai Bao Chẩn, Hà Gia Kính trong vai Triển Chiêu, Phú Hoàng Giai trong vai Mã Hán, Phạm Hồng Hiên trong vai Công Tôn Sách, Lưu Kim Toàn trong vai Dương Thừa Tướng, Ô Thiền Thiền trong vai Lý Phi, Cao Tĩnh Nam trong vai Trương Long, Ngô Hải Nhược trong vai Triệu Hổ, Phó Nghệ Dĩ trong vai Lưu Hậu, Long Long trong vai Bác Dương Gia, Cao Lượng trong vai Nhân Tông, Đường Văn Long trong vai Bạch Ngọc Đường, Đinh Tiểu Long trong vai Dương Triệu, Công Phương Minh trong vai Quách Què, Lữ Dương trong vai Bàn Dục, Tất Khách Nam trong vai Tưởng Bình và một số diễn viên khác. Cũng nên là lúc bấm rõ mọi chuyện với hoàng thượng rồi. Bây giờ bổn vương sẽ vào cung diện thánh. Dương gia, tuyệt đối không được. Tại sao bao đại nhân ngăn cản vào cung diện thánh bấm rõ mọi chuyện? Có gì mà không được? Dương gia, chuyện này liên quan rất lớn, lại đột ngột xảy ra. Bao chuyện lo lắng là trong một lúc hoàng thượng khó mà chịu đựng. Ý của bao đại nhân là sao hoàng thượng không thể chấp nhận sao? Chuyện đã nhiều năm, Lưu Quý Phi đã là đương kim thái hậu. Nếu như không có đủ bằng chứng, thực sự khiến hoàng thượng khó tin được. Vậy theo ý của bao đại nhân, Bao Chẩn đã cho người đi đón Trần Lâm Trần Công Công hồi kinh. Còn có rất nhiều chi tiết cần phải điều tra rõ. Một khi có đủ chứng cứ mới bẩm tấu với hoàng thượng sẽ ổn thỏa hơn. Bao đại nhân nói rất có lý. Chỉ là theo hoàng tấu thì sao? Đã đợi được 20 mấy năm rồi, đợi thêm vài ngày thì có sao đâu. Được, vậy thì làm theo ý bao đại nhân đi. Dương gia, nhưng chuyện này vẫn không được nói ra ngoài. Xin Dương gia kiên nhẫn chờ đợi, im hơi lặng tiếng. Bổn vương hiểu rồi. Thái phi nương nương, mời người hồi phủ nghỉ ngơi. Bao Chẩn sẽ cho người bảo đảm an toàn, cho phép thần cùng với Bác Dương gia thương lượng đôi sách. Được, vậy thì trông cậy ở hai vị. Phu nhân mời. Thank you.
Tôi xin dừng bước. Hai vị đại nhân làm phiền nha. Vị công công này có gì chỉ giáo? Vị lão phu nhân, tại sao nhà ta cảm thấy hơi quen? Chẳng hay là thân quyến của phủ đệ nào vậy? Vị công công này là... Nhà ta là Quách Què, là tổng quản nội cung bên cạnh Thái Hậu. Thì ra là Quách tổng quản. Lão phu nhân chưa từng vào kinh, chắc là Quách tổng quản nhìn lầm người rồi. Hả? Vậy à? Lão phu nhân phải hồi phủ nghỉ ngơi, không tiện ở lâu, mong Quách tổng quản thông cảm cho. Đúng, hai vị tự nhiên. Họ là người của phủ đệ nào vậy? Người của Khai Phong phủ. Còn lão phu nhân kia? Nghe nói là họ hàng xa của Bao đại nhân. Đây chính là An Lộ Thần sao? Dạ, bác Dương gia đích thân giao cho nô tài đó, nói là chỉ cần dùng 5-3 giọt có thể khiến nương nương yên giấc đến sáng. Có hiệu quả kỳ diệu vậy sao? Sáng nay nô tài đã cho người dùng thử 2 giọt vừa mới thức dậy đó. Được rồi. Dạ mời. Quách Què, nô tài đáng chết. Có chuyện gì khiến ngươi phải mất hồn như vậy chứ? Hồi nương nương, nô tài đang nghĩ tới một người. Người nào? Sáng nay trong lúc nô tài đến chỗ bác Dương gia xin thuốc, trên đường tình cờ gặp được một bà lão. Bà ta là người quen của ngươi sao? Dạ không. Nô tài chỉ cảm thấy dung mạo của bà ấy giống... Giống ai vậy? Rất giống... Rất giống... Đừng ấp a ấp úng nữa được không? Thật ra bà ta giống ai? Nói đi. Giống như Lý Quý Phi ở trong lãnh cung năm xưa đó. Trời ơi, nô tài đáng chết, nô tài đáng chết. Ngươi nói bà ta giống ai? Nương nương à, nô tài nhất thời qua mắt, ăn nói hàm hồ, nương nương tuyệt đối đừng tin như thật. Không, ai gia phải làm cho rõ. Bà ta giống Lý Quý Phi lắm sao? Dạ. Ai gia mới mơ thấy bà ta. Ngươi thì đã gặp bà ta. Chẳng lẽ bà ta về tìm ta thật sao? Nương nương, 20 năm trước Lý Quý Phi bị tiên hoàng ban cái chết rồi. Chính mắt nô tài đã nhìn thấy thi thể của bà ấy. Không có nhầm lẫn đâu, họ chỉ là giống nhau thôi, nhất định là người khác. Người đó là thân quyến của nhà nào? Đến Nam Thanh Cung để làm gì? Hồi nương nương, nô tài thăm hỏi rồi, bà ta là họ hàng xa của Bao Chẩn Bao đại nhân, đến đó để bái kiến bác Dương gia. Họ hàng của Bao Chẩn. Xưa nay Bao Chẩn công tư phân minh, chưa từng nghe nói ông ta đưa thân quyến vào kinh. Cho dù là vậy, tại sao lại đến Nam Thanh Cung bái kiến bác Hiền Dương? Điều này nô tài không được rõ lắm. Vậy thì điều tra rõ đi. Không những phải điều tra rõ lai lịch của người đó, cũng phải điều tra rõ hành vi của Bao Chẩn gần đây.
Chuyện lớn chuyện nhỏ gì cũng phải điều tra cho rõ ràng. Ngươi biết chưa? Dạ, nô tài tuân chỉ. Đại nhân, Bắc Dương gia đã biết Thái phi nương nương vẫn còn khỏe mạnh, chắc là sẽ ra mặt trong thời cơ thích hợp. Cơ hội đại nhân có thể phá được vụ án này chắc sẽ gia tăng. Không sai, Bắc Dương gia có thân phận đặc biệt, hoàng thượng cũng tin tưởng nhiều hơn. Đợi Trần Lâm hồi kinh, sau khi điều tra rõ chi tiết, có thể bắt tay tiến hành. Xin nương nương kiên nhẫn thêm vài ngày. Mong sao không xảy ra chuyện gì nữa. Nương nương, chuyện này luôn được giữ kín, học trò tin rằng không xảy ra chuyện ngoài ý muốn đâu. Không, ai gia nhận thấy sẽ không thuận lợi như vậy. Nương nương sao nói vậy? Lúc nãy ai gia rời khỏi Dương phủ gặp được một người. Chẳng hay gặp được người nào? Quách què. Quách què hôm nay đúng là phụng chỉ đến Dương phủ xin thuốc ở Bắc Dương gia. Chẳng lẽ trùng hợp như vậy lại bị hắn bắt gặp? Không sai. Hơn nữa hắn còn cản ai gia lại. Khi nào hắn đã nhận ra nương nương? Thời gian vô tình, dung nhan của nương nương so với trước đây nhất định có khác, chắc là không nhận ra đâu. Tuy hắn không nhận ra ai gia, nhưng mà trong lòng hắn nhất định nghi ngờ, nếu không sẽ không cản ai gia lại. Còn sau đó? May là nhị tướng Dương Mã ứng phó kịp thời mới thoát thân được. Đại nhân, có lẽ Quách què đã sinh nghi, nhưng chưa hẳn sẽ có hành động. Hiện giờ chưa chắc là bị phát hiện. Tuy là như vậy, nhưng không thể không phòng. Nương nương yên tâm, Bao Chứng sẽ tìm cách để nương nương không tiếp xúc người lạ, sau đó chờ xem diễn biến. Ai gia hiểu rồi. Bây giờ chỉ mong Trần Lâm có thể mau chóng hồi kinh để tránh xảy ra phiền phức. Không đi tiếp. Công công. Hả? Hãy ở lại trong xe, đừng lộ diện. Các người là ai? Có phải nhầm vào bọn ta không? Hai vị có phải người đi theo Bao đại nhân Trương Long Triệu Hổ không? Xin hỏi năm vị là anh hùng phương nào? Có chỉ giáo gì? Ngũ thử hãm không đảo, phụng lệnh Bao đại nhân đến đây tiếp ứng hai vị cùng về kinh thành. Đây là thư hàm của Công Tôn tiên sinh, mời hai vị xem qua. Bao Chẩn đưa từ Trân Châu về đây sao? Dạ, Bao đại nhân đến Trân Châu đôn đốc trở về, đi ngang qua Thảo Châu Kiều. Sau khi nhận kiện tụng ở miếu Thiên Tề thì đã có thêm vị lão phu nhân này, nghe nói là họ hàng thất lạc nhiều năm của ông ấy. Cho dù là vậy, tại sao Bao Chẩn lại đưa bà ta về Khai Phong, hơn nữa còn ở lại không đi? Sao không đưa bà ta về Lỗ Châu vậy? Hiện giờ vị lão phu nhân này đang bị mù, đã ở lại phủ nha để Công Tôn tiên sinh chữa trị. Hả?
Bao đại nhân, sau khi hồi kinh, liên tiếp có người giang hồ vào phủ, sau đó lần lượt rời khỏi. Bao Chưởng thẩm lý án tình, không tránh khỏi lúc liên quan đến người trong giang hồ. Điều này không có gì lạ. Nô tài còn hỏi thăm được, người đứng trước Bao đại nhân Trương Long Triệu Hổ trong tứ đại thị vệ đã rời kinh nhiều ngày nhưng mà không biết đi đâu. Thuộc hạ Bao Chưởng xuất kinh điều tra cũng là chuyện thường xảy ra. Còn có gì không? Ngoài ra không còn gì nữa. Đúng rồi, nghe thái giám quản lý hoàng tịch trong nội cung nói là Bao đại nhân từng đến đó hỏi thăm tung tích của Trần Lâm. Trần Lâm? Ông ta hỏi thăm Trần Lâm để làm gì? Hồi nương nương, Trần Lâm đó sau khi cáo lão hồi hương thì không còn tin tức gì nữa. Bao đại nhân có tình cảm rất tốt với Trần Lâm, chắc là muốn đi thăm viếng ông ta. Không, không phải đơn giản như vậy đâu. Tại sao Bao Chưởng lại hỏi thăm tung tích Trần Lâm vào lúc này? Điều này nô tài không biết rồi. Quách Què. Có nô tài. Truyền chỉ của Ai Gia, truyền lão phu nhân đó vào cung. Ai Gia muốn đích thân gặp bà ta. Dạ. Thái hậu truyền lão phu nhân vào cung mà. Đúng vậy. Học trò mạo muội hỏi thăm, thái hậu sao lại biết lão phu nhân đang ở trong phủ? Thần quyến của Bao đại nhân vào kinh khai phong phủ có ai mà không biết. Nhà ta thấy Công Tôn tiên sinh đã hỏi dư thừa rồi. Lão phu nhân là thôn phụ thôn giả, không hiểu nghi lễ trong cung, e rằng sẽ mạo phạm thất lễ. Phiền Quách tổng quản hồi bẩm thái hậu thu hồi thanh mệnh, miễn truyền vào cung. Bao đại nhân nói như vậy là không có đúng rồi. Thái hậu nương nương tuyên triệu là vinh hạnh biết chừng nào. Hơn nữa đã hạ ý chỉ rồi, nhà ta không dám về tay không đâu. Vậy Quách tổng quản, đôi mắt lão phu nhân bị mù, học trò đang chữa trị cho bà ấy, vào cung trong lúc này e rằng không tiện lắm đâu. Như vậy cũng không sao, nhà ta sẽ đợi ở đây, sau đó đích thân đưa vào cung. Hơn nữa trong cung có nhà ta chiếu cố rồi, xin Bao đại nhân cứ yên tâm. Đã nói như vậy rồi, nếu Bao đại nhân còn không đồng ý, như vậy tức là đại bất kính lớn nhất với thái hậu nương nương đó. Chỉ ý của thái hậu, bổn phụ nào dám không tuân. Phiền Quách tổng quản đợi một lát, bổn phụ sẽ đi bẩm báo lão phu nhân. Sau khi nói rõ lễ nghi trong cung, sẽ theo Quách tổng quản vào cung. Vậy thì làm phiền Bao đại nhân. Thật sự không ngờ họ đã để mắt đến thái phi nương nương. Đại nhân, chẳng lẽ không có cách nào tránh mặt à? Chỉ ý của thái hậu, ai dám chống lại? Thái hậu nếu đã chỉ định muốn gặp thái phi nương nương, dĩ nhiên là phải gặp. E rằng muốn tranh cũng không tranh được. Một khi thái phi nương nương vào cung, chuyện sống chết được nắm bắt trong tay thái hậu, lúc nào cũng có nguy hiểm đến tính mạng. Bổn phủ là ngoại thần, nếu không phụng chỉ không được tự ý vào cung. Cho dù có lòng liều chết bảo vệ, không thể vào cung cũng không làm được gì. Đại nhân không thể vào hậu cung, nhưng triển chiêu thì được.
Không sai. Kiến hộ vệ được hoàng thượng sách phong, ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ, đứng trước thanh gia được phép mang đao, thâm cung nội quyển tùy ý ra vào. Nếu như kiến hộ vệ đi theo thái phi nương nương, dù là ai cũng không dám ngăn cản. Đúng là như vậy. Kiến hộ vệ. Dạ. Vậy thì phiền ngươi đi theo thái phi nương nương phụng gia vào cung. Sau khi vào cung, an nguy của nương nương trông cậy ở ngươi đó. Thuộc hạ thà chết bảo đảm an toàn cho nương nương, xin đại nhân yên tâm. Được. Bây giờ còn phải phiền nương nương yên tâm đến đó, đối đáp cẩn thận. Nếu không, hậu quả rất khó lường. Ả muốn gặp Ai Gia sao? Quách Què đến đây chuyển lời, hiện đang đợi ở đại sảnh. Cuối cùng Ả đã tìm đến đây rồi. Các khanh nói Ai Gia có nên đi hay không? Nếu như nương nương không đi, e rằng sẽ khiến đối phương tăng thêm nghi ngờ. Nếu đã như vậy, Ai Gia sẽ đi gặp bà ta. Phải rồi. Nhưng mà theo như học trò nhận thấy, tuy Thái Hậu đã hạ chỉ triệu kiến, nhưng chưa thể khẳng định thân phận của nương nương. Xin nương nương cố gắng che giấu. Bao Khanh, đã 20 năm không gặp rồi, Ả còn nhận ra Ai Gia không? Thần không dám khẳng định. Ai Gia hiểu rồi. Trong 20 năm qua, Ai Gia muốn sinh sống ở chốn thôn giả. Nếu không gặp được các khanh, Ai Gia vẫn còn là một bà lão mù. Ả không nhận ra đâu. Nương nương phải chịu nhiều uất ức. Không thể nói là uất ức. Nếu muốn trả thù Minh Quang thì phải nhẫn nại một thời gian. Ai Gia lập tức đi ngay. Triển Chiêu sẽ vào cung cùng nương nương, xin nương nương hãy yên tâm. Nếu bà ấy thật sự dám mạo phạm, Triển Chiêu sẽ liều chết hộ giá. Triển hộ vệ vào được hậu cung sao? Triển hộ vệ được hoàng thượng đặt chuẩn, không cần thẻ bài, đi lại trong cung bất cứ nơi nào cũng đến được. Nếu như có người mưu đồ bất chính, e rằng cũng phải kiêng kỵ ba phần. Được, có Triển hộ vệ đi cùng, Ai Gia yên tâm rồi. Vậy thì làm phiền Triển hộ vệ. Triển Chiêu không dám. Thái hậu cố tình làm vẻ oai phong, nhưng không biết lão phu nhân đôi mắt không thấy đều vô tác dụng. Cứ để ả làm đi, không đáng so đo. Lát nữa trong lúc gặp nhau, không tránh khỏi dùng lễ tham bái. Không sao, nếu đã đến đây, lão thân chính là một bà mù thôn giả. Thái hậu giá lâm. Thái hậu thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế. Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ Triển Chiêu cùng thân quyến của bao đại nhân Triệu Thị khấu kiến Thái hậu nương nương thiên tuế. Hai vị bình thân. Tạ nương nương. Tất cả đứng lên, ban tọa. Tạ nương nương. Nghe Quách tổng quản nói Triển hộ vệ cương quyết vào cung với lão phu nhân có đúng không? Hồi nương nương, đôi mắt lão phu nhân bị mù, lại không biết lễ nghi trong cung,
Bao đại nhân lệnh cho Triển Chiêu cùng đến đây để tránh thất lễ mất tư cách. Bao đại nhân lo lắng quá nhiều rồi. Nếu Ai Gia đã tuyên triệu lão phu nhân đến, dĩ nhiên không ngại chuyện thất lễ mất tư cách hay không. Tạ Thái Hậu. Triển hộ vệ không cần ở lại đây để nghe cuộc trò chuyện này. Lời nói của phận đàn bà, Triển hộ vệ không thích hợp nghe đâu. Bao đại nhân đã căn dặn rồi, thuộc hạ không được rời khỏi lão phu nhân nửa bước. Cho nên... Không thể nói như vậy được. Ở trong nhân thọ cung của Ai Gia, chẳng lẽ còn để cho lão phu nhân xảy ra chuyện sao? Hay là vậy đi, chỉ cần lão phu nhân có chút tổn thương, Triển hộ vệ cứ việc bắt Ai Gia chịu trách nhiệm, sao hả? Triển Chiêu không dám. Ai Gia không những muốn Triển hộ vệ rời khỏi đây, ở đây ngoài Quách tổng quản ở lại hầu hạ ra. Phu nhân vào cung rồi sao? Đúng vậy. Bao Chứng tuy đã diện cơ từ chối, nhưng mà Quách Hòa đã đích thân đến phủ đón người. Chỉ còn cách để lão phu nhân đi thôi. Như vậy không phải là đưa cầu vào miệng cọp rồi sao? Nếu kiên quyết không đi, chẳng những khiến Thái Hậu nghi ngờ, hơn nữa còn có tội khang chỉ. So sánh hai điều, vẫn phải để lão phu nhân vào cung. Để đề phòng bất trắc, Bao Chứng đã lệnh cho Triển hộ vệ hộ gia. Hả? Có Triển hộ vệ đi cùng, dù sao họ cũng không dám công khai làm càn. Bao Chứng cảm thấy không ổn, vì vậy đến đây xin Dương gia mượn danh nghĩa vào cung diện thánh, tìm cách đến nhân thọ cung xem xét thật hư. Đại nhân lo lắng cũng đúng, để bổn Dương vào cung thì sẽ thích hợp hơn. Đại nhân hồi phủ đợi tin của bổn Dương đi. Đa tạ Dương gia. Lão phu nhân họ Triệu sao? Dạ. Không ngờ cùng họ với hoàng gia, tức là có duyên rồi. Không, Thái hậu nương nương, Triệu là họ lớn nhất thiên hạ, lão thân nhờ hoàng gia thôi. Lão phu nhân là thân quyến của Bao đại nhân, chẳng hay là giai dế gì, huyết thống thế nào? Lão thân là họ hàng xa của Bao đại nhân. Theo gia dế, lão thân là dì họ của Bao đại nhân. Có câu nói rất hay, nhất biểu tam thiên lý. Lão thân với Bao đại nhân xưa nay chưa từng gặp nhau. À, vậy thì hai người làm sao gặp nhau? Bao đại nhân nhận kiện tụng ở miếu Thiên Tề. Lão thân có một đứa con trai bất hiếu, không những không nuôi lão thân, hơn nữa không biết nó trốn đi đâu. Trong lúc nóng giận, lão thân đã kiện đến chỗ Bao đại nhân. Không ngờ lúc xét hỏi lại hỏi ra họ hàng xa của nhau. Vậy thì tốt rồi, Bao ăn Bao ở không nói, còn đưa lão thân lên kinh thành, còn để Công Tôn tiên sinh chữa trị cho lão thân. Đôi mắt của lão phu nhân là bị mù mười mấy năm rồi. Lão thân không có phước, có thể vào hoàng cung xem thử đó là phước lớn như thế nào. Tiếc là lão thân không nhìn thấy gì hết. Ai vậy? Bà nhìn thấy sao? Thì ra là Quách Công Công à. Làm sao lão thân nhìn thấy? Chỉ là đôi mắt bị mù đã lâu nên tai của lão thân trở nên rất thính. Lão thân nghe thấy có người ở bên cạnh.
Nhà ta dâng trà cho lão phu nhân đó mà. Làm sao lão thân nhận nổi. Nghe nói Quách Công Công là tổng quản hậu cung, tức là quan lớn rồi. Lão thân làm sao dám để Quách Công Công rót trà cho lão thân. Tội lỗi, đúng là tội lỗi. Lão phu nhân là khách quý của Thái hậu, nhà ta là nô tài bên cạnh Thái hậu nương nương, hầu hạ lão phu nhân là việc của nhà ta đó mà. Vậy thì lão thân được nhờ phước Thái hậu nương nương rồi. Bà cũng đừng khách sáo, bà khẳng định không phải họ Lý chứ? Thái hậu nương nương đừng đùa, họ thì làm sao thay đổi được. Thái hậu nương nương, sao nương nương nghĩ lão thân họ Lý chứ? Tại vì bà với tỷ muội nhiều năm trước của Ai Gia có gương mặt rất giống nhau. Vậy sao? Lão thân hiểu rồi. Quách Công Công cũng nói lão thân trông rất quen. Thì ra lão thân với tỷ muội của nương nương rất giống nhau. Thảo nào nương nương muốn triệu lão thân vào cung. Vậy tỷ muội của nương nương đã đi đâu rồi? 20 năm trước không may qua đời rồi. Nhưng dù sao Ai Gia cũng cảm thấy cô ấy chưa chết. Vậy lão thân nghĩ rằng nương nương với tỷ muội đó có tình cảm rất tốt. Không sai, Ai Gia với cô ấy giống như tỷ muội ruột. Làm sao bà biết được? Rất đơn giản. Người đã chết 20 năm rồi, nương nương vẫn cảm thấy chưa chết. Thậm chí còn cảm thấy bất cứ lúc nào cô ấy cũng có thể xuất hiện trước mặt. Nương nương với tỷ muội đó không những có tình cảm tốt, hơn nữa nương nương còn là người có tình có nghĩa. Đến nay vẫn không thể quên bà ấy. Được làm tỷ muội của nương nương không biết phải tích bao nhiêu công đức. Lão thân là thôn phụ quê mùa có gương mặt hơi giống đã là phước kiếp trước tu được rồi. Nhưng có thể để cho nương nương nhìn thấy bà lão mù này, liên tưởng đến vị tỷ muội năm xưa, với lão thân mà nói đã là một ân sủng rất lớn. Bà nói không sai. Đúng là bà đã khiến cho Ai Gia giải được nỗi khổ mong nhớ cố nhân. Xin đa tạ. Sau khi hoàng thượng đăng cơ, tất cả việc làm đều có quy tắc, có tiếng có thủ, không khiến ai thất vọng. Đó là nhờ công lao dạy bảo lúc ta còn nhỏ của phụ dương. Hài nhi không bao giờ dám làm trái. Chỉ là phụ dương hiếm khi vào cung, hài nhi cũng không thể sớm hôm làm tròn hiếu đạo của mình. Tuy hai ta là cha con, nhưng chiếu theo thể chế triều đình, bây giờ đã là quân thần. Nếu thường xuyên qua lại với nhau, ngược lại sẽ không ổn. Giữ nguyên hiện trạng đi. Chỉ cần hoàng thượng mọi thứ đều tốt, thì thần yên tâm rồi. Phụ dương không muốn vào cung, hay là để nhi thần hồi phủ hỏi thăm, cũng tiện việc học hỏi ở phụ dương. Tùy ý hoàng thượng. Không biết tình hình Thái hậu thế nào. Quách què đến phủ xin thuốc để trị chứng mất ngủ. Không biết Thái hậu đã phục dùng hay chưa. Trước đây Thái hậu đã chịu nỗi khổ mất ngủ. Hài nhi còn nhớ lúc nhỏ, thỉnh thoảng phụ dương dùng an thần lộ giúp hài nhi yên giấc. Vì vậy mới kêu quách què đến xin thuốc. Phiền đến phụ dương, mong phụ dương tha tội cho. Không nên nói là làm phiền. Nhưng mà sự quan tâm mà hoàng thượng dành cho Thái hậu đáng để người ta khen ngợi.
sinh thành dưỡng dục đều là ân tình hài nhi không bao giờ dám quên. Cũng không dám quên tình dưỡng dục của Thái hậu. Hoàng thượng có suy nghĩ này đúng là rất hiếm có. An thần lộ tuy có thể giúp ngủ ngon, nhưng mà không được dùng nhiều. Nếu đã vào cung, luôn tiện sẽ đến thăm Thái hậu, tiện việc giáp mặt căn dặn. Hà Nhi cũng đang định hỏi thăm, Thái hậu dùng thuốc hiệu quả như thế nào? Phụ dương sao lại không cùng đi? Như vậy rất tốt đó. Người đâu? Có nô tài. Bãi giá nhân thọ cung. Dạ. Mời lão phu nhân dùng ít điểm tâm. Đa tạ. Đừng khách sáo, dùng một ít đi. Đây là ai gia cố tình chuẩn bị cho bà đó. Đa tạ. Ai gia tin rằng bà nhất định rất thích. Nè. Bánh này gọi là tâm hoài mật, dùng hạnh nhân, hoa què và mật ong làm ra. Đây là điểm tâm tự nghĩ ra của vị tỷ muội Ai Gia năm xưa. Có ngon không? Muội muội, tỷ tỷ, chúng ta đến dùng điểm tâm đi. Qua đây. Nè, ngồi đi. Muội muội, nếm thử đi. Ê, tỷ lại nghĩ ra điểm tâm mới hả? Đúng vậy, bánh này là tỷ mới nghĩ ra đó, dĩ nhiên phải nhờ muội muội thử trước rồi. Có ngon không? Có hương hoa nhẹ nhẹ, có vị hơi đắng, nhưng bánh lại có vị ngọt, đúng là rất ngon. Tỷ làm thế nào vậy? Đây là hoa què mới nở vào tháng 5, hạnh nhân không lột da, thêm vào đó là mật ong của hoa đoàn sau khi hòa với bắp mới đem đi nướng. Điểm tâm ngon như vậy có tên gọi là gì? Có rồi. Dùng tên gọi của nguyên liệu, tức là cùng âm của ba chữ hạnh què mật, tâm hoài mật, tức là ý nghĩa mật ngọt ở trong lòng. Tâm hoài mật. Tỷ tỷ, có phải muốn dâng lên hoàng thượng không? Không, bánh này là làm cho tỷ muội chúng ta. Tại sao vậy? Vì đây chính là điểm giống nhau của tỷ muội chúng ta. Khi chúng ta vừa mới vào cung, giống như hoa què vừa mới nở, thuần khiết xinh đẹp. Ngày tháng ở trong cung giống như vị đắng của hạnh nhân. Nhưng chỉ cần chúng ta yên tâm ở lại trong cung, một ngày nào đó sẽ được hoàng thượng sủng hạnh. Ngày tháng sau này sẽ ngọt như mật. Tỷ tỷ. Tỷ tỷ chỉ dạy muội cách làm, cũng chỉ làm cho một mình muội ăn. Muội nhớ, đây là bí mật vĩnh viễn giữa hai tỷ muội chúng ta. Từ đó về sau, Ai Gia đã học được cách làm bánh này. 20 năm trước, khi vị tỷ muội của Ai Gia qua đời, Ai Gia mới hạ chỉ cho ngự trù trong cung học làm. Nhưng tâm hoài mật này chỉ dành cho một mình Ai Gia thôi. Thậm chí ngay cả hoàng thượng cũng chưa từng nếm qua. Tại vì Ai Gia đã hứa với cô ấy,
Đây là bí mật vĩnh viễn giữa tỷ muội chúng ta. Bà lại rơi lệ? Không có. Chính mắt Ai Gia đã thấy, sao lại nói là không có? Thái hậu nương nương, đối với tỷ muội 20 năm trước còn hồi niệm như vậy, khiến người ta rất cảm động. Trời sinh lão thân rất dễ khóc, ngay cả nghe người ta kể chuyện cũng có thể khóc. Để cho nương nương chê cười rồi. Lão phu nhân cũng quá đa sầu thiện cảm. Bây giờ câu chuyện đã kể xong, lão phu nhân cũng đã khóc. Bây giờ có thể ăn điểm tâm rồi chứ? Điểm tâm này xưa nay nương nương không cho người khác ăn mà. Bà lão này làm gì có cái phước đó để hưởng dụng? Tại vì bà với tỷ muội của Ai Gia có gương mặt thật sự rất giống nhau. Cho đến bây giờ Ai Gia vẫn cho bà là cô ấy. Chỉ chiêu khấu kiến hoàng thượng, bách dương gia. Triển hồn về bình thân. Tạ hoàng thượng. Tại sao triển hồn về lại ở bên ngoài nhân thọ cung vậy? Triển chiêu cùng với thân quyến của bao đại nhân triệu thị phụng ý chỉ thái hậu vào cung. Hả? Thái hậu truyền lão phu nhân vào cung, tại sao triển hồn về lại không ở bên cạnh người chứ? Thái hậu và lão phu nhân nói chuyện đời thường, lệnh cho Triển Chiêu đợi bên ngoài cung. Vậy thì theo trẫm cùng vào đi. Tạ hoàng thượng. Sao nương nương không nói chuyện? Ai Gia muốn nhìn bà cho thật kỹ. Lão thân là một bà lão mù, có gì đáng để nhìn? Nương nương đừng cười lão thân nữa. Ai Gia muốn nhìn bà cho thật kỹ. Thật ra bà họ Triệu hay là họ Lý? Hoàng thượng giá đâu? Nô tài khấu kiến hoàng thượng bác dương gia. Bình thân, nhi thần tham kiến mẫu hậu, mong mẫu hậu sớm ngày khỏi bệnh. Miễn lễ. Hoàng thượng đến nhân thọ cung sao không báo trước một tiếng? Bác Hiền Dương sao lại cùng đến đây? Phụ Dương biết mẫu hậu mắc chứng mất ngủ cho nên qua đây thăm hỏi. Sau khi Ai Gia dọn tới nhân thọ cung, đây là lần đầu tiên bác Hiền Dương đến. Hổ thẹn, bổn dương không dám ngang nhiên đến đây làm phiền thái hậu, không ngờ lại đánh mất lễ quân thần. Xin thái hậu tha tội. Tuyệt đối đừng nhắc đến lễ quân thần gì đó. Bác Hiền Dương là ngự đệ của tiên hoàng, còn là sinh phụ của hoàng thượng. Đã là người một nhà sao lại phải thủ lễ? Được dương gia đến thăm, Ai Gia vui mừng còn không kịp mà. Đa tạ ơn không trách tội của thái hậu. Bổn dương đến đây để nhắc nhở thái hậu, an thần lộ tuy có thể giúp ngủ ngon nhưng không được dùng quá nhiều. Nếu không,
sẽ tổn hại đến phụng thể. Không ngờ bác Hiền Dương lại chu đáo như vậy, Ai Gia vô cùng cảm kích. Vị này chính là thân quyến của Bao đại nhân sao?就好，自己快乐满意就好。